Chào mừng các bạn đến với Sitron Technologies. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài RetroPie lên Raspberry Pi Zero để chơi retro game. Và trước khi chúng ta bắt đầu, các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi trang để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi nhé. Những thiết bị mà chúng ta sẽ sử dụng trong dự án này là Raspberry Pi Zero W hoặc Pi Zero W phiên bản đã hàng sẵn header, USB OTG dùng để chuyển từ cổng USB A sang micro B, một tay cầm chơi game retro USB. Ở đây mình dùng phiên bản giống SNES nhưng các bạn có thể sử dụng bất kỳ tay cầm chơi game kết nối USB nào. Một nguồn điện 5V 2.5A kết nối micro B dành cho Raspberry Pi. Ngoài ra, các bạn sẽ cần một cáp mini HDMI sang HDMI hoặc VGA tùy theo màn hình mà bạn sử dụng và một thẻ nhớ microSD để cài RetroPie. Những sản phẩm này đang có bán tại vn.sitron.io. Các bạn hãy truy cập website để xem ngay nhé. Để bắt đầu, hãy truy cập retropie.org.uk để tải file image cho Raspberry Pi. Chúng ta có 3 phiên bản dành cho 3 dòng khác nhau của Raspberry Pi, đó là Pi 4, 400, Pi 2, 3 và Pi 0 và 1. Mình sẽ chọn Raspberry Pi 0 và nhấn vào đây để tải file về. Sau khi file image đã được tải xong, chúng ta sẽ dùng một phần mềm để viết nó lên thẻ nhớ. Mình sử dụng Rufus vì nó nhẹ và dễ sử dụng. Hãy cắm thẻ nhớ vào máy tính, chọn file image chúng ta vừa tải, kiểm tra lại xem file và USB đã đúng chưa, sau đó nhấn Start để bắt đầu viết file lên thẻ nhớ. Quá trình này sẽ tốn một vài phút, tùy theo tốc độ thẻ của bạn. Bây giờ mình sẽ cấu hình để Pi Zero W tự khởi tạo kết nối Wi-Fi khi khởi động. Để làm được điều đó, chúng ta sẽ mở Windows Explorer vào ổ của thẻ nhớ và tạo một file mới, đặt tên là wba-supplicant.conf và chỉnh sửa nó với mục trình Text Editor mà bạn đang sử dụng. Chúng ta cần chỉnh NFlight thành định dạng Linux thay vì mặc định là Windows. Sau đó nhập đoạn code này vào, hoặc bạn có thể tìm thấy nó ở liên kết bên dưới. Thay thế SSID và mật khẩu Wi-Fi của bạn, sau đó lưu file lại. Và cuối cùng, mình sẽ tạo một file có tên là SSH và nó sẽ không có hậu tố để Pi Zero tự bật kết nối SSH khi khởi động. Mọi thứ đã xong, chúng ta hãy cùng lắp thẻ nhớ và cấp nguồn để khởi động Raspberry Pi Zero nhé. Lần khởi động đầu tiên sẽ tốn một ít thời gian vì Raspberry Pi OS cần phải resize lại file system và nó sẽ kiểm tra lại toàn bộ ổ đĩa của các bạn. Trong trường hợp này nó là thẻ nhớ. Chúng ta đã thành công một phần khi thấy logo của RetroPie hiển thị trên màn hình. Như các bạn đã thấy, chúng ta có phần IP address, có nghĩa là Pi Zero đã kết nối thành công tới Wi-Fi và đã nhận được một địa chỉ IP. Thì chúng ta sẽ dùng địa chỉ IP này để cấu hình cũng như là upload room lên. Quá trình khởi động đã xong và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bước kế tiếp, đó chính là cấu hình bàn phím. RetroPie đã nhận ra tay cầm chơi game của chúng ta. Hãy nhấn và giữ một nút bất kỳ để bắt đầu quá trình cài đặt. Các bạn hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình, nhấn và chọn các nút để cài đặt nó nhé. Đối với những nút Left Trigger hoặc Right Trigger hoặc là Right Analog và các nút tương tự thì chúng ta không có ở trên cái bàn phím này hay là tay cầm này, nên chúng ta sẽ nhấn và giữ một nút để bỏ qua nó. Thì cuối cùng là cái nút Hotkey
Ở đây chúng ta không tùy chỉnh nút hotkey nên hệ thống sẽ hỏi là chúng ta có muốn sử dụng nút mặc định hay không và chúng ta sẽ bấm là có. Hotkey sẽ giúp chúng ta thoát khỏi trò chơi và trở về màn hình chính. Và chúng ta có thể làm việc đó bằng cách nhấn nút Select và Start đồng thời. Đây chính là màn hình chính của RetroPie. Những nút bấm hiện tại sẽ có các chức năng, nút A là nút chọn và nút B sẽ là nút trở về. Và hiện tại nếu như các bạn nhấn nút A để chọn RetroPie Configuration thì các bạn sẽ được đưa đến một menu cài đặt nơi các bạn có thể là cài đặt về audio, về Bluetooth hoặc là về Raspberry Config hoặc là kiểm tra địa chỉ IP hoặc là kết nối Wi-Fi. Thì trong trường hợp các bạn chưa xác định được địa chỉ IP của Raspberry Pi hoặc là muốn xem thử nó đã kết nối tới Wi-Fi hay chưa thì các bạn có thể vào mục này để kiểm tra. Trong quá trình khởi động thì chúng ta đã thấy địa chỉ IP của RetroPie là 192.168.8.169. Đầu tiên mình sẽ ping để kiểm tra xem RetroPie có đang chạy hay không. Tiếp theo mình sẽ dùng một phần mềm để upload ROM lên RetroPie và một phần mềm đơn giản nhất mà mình sẽ sử dụng đó là WinSCP. Hãy nhấn vào nút New Section để tạo một kết nối mới và nhập thông tin hostname là địa chỉ IP của RetroPie. Port là cổng 22, username là Pi và mật khẩu mặc định là Raspberry. Vì trước đây mình đã từng kết nối tới một thiết bị có địa chỉ IP tương tự nên WinSCP sẽ hỏi là mình có muốn cập nhật cái certificate hay không thì mình sẽ bấm là có. Chúng ta sẽ vào đường dẫn Pi, RetroPie và sau đó là Rooms thì chúng ta sẽ có một loạt các cái room phổ biến ví dụ như là Neo Geo hoặc là NES hoặc là Sega. Thì ở đây để up room của NES thì chúng ta sẽ phải vào thư mục NES. Như ở đây các bạn thấy mình có cái room là Contra và Mario World. Tiếp theo là Atari Link thì nó sẽ được upload vào thư mục Atari Link. Sau khi file đã được upload xong, chúng ta hãy trở về với RetroPie, nhấn nút Start, sau đó vào Quick và chọn Restart Emulation Station để nó khởi động lại và cập nhật những cái game mới. Như các bạn đã thấy, hệ thống đã nhận ra Nintendo và Link. Thì trong Nintendo nó đã nhận ra được hai game đó là Contra và Super Mario. Chúng ta cùng nhau thử game Contra nhé. Nếu không muốn chơi nữa và muốn thoát khỏi game, các bạn có thể nhấn nút Select và nút Start đồng thời để trở về màn hình chính. Ngoài ra, tại màn hình chính, nếu các bạn nhấn nút Select, các bạn sẽ được đưa đến một menu cấu hình nhanh nơi các bạn có thể chỉnh sửa âm lượng, hoặc là sao kẹt, hoặc là cổng xuất âm thanh, hoặc là HDMI, hoặc là headphone jack 3.5mm. Và các bạn cũng có thể cấu hình lại USB game pack của mình, cũng như là khởi động lại Emulation Station và tắt hoặc là khởi động lại RetroPie. Trong trường hợp các bạn muốn tắt máy, hãy vào menu này, chọn Quick và chọn Shutdown để máy được tắt một cách đúng nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt RetroPie lên Raspberry Pi Zero W. Tuy nhiên, có một vài game có yêu cầu đồ họa cao hơn nên nó chỉ hoạt động tốt khi chạy trên Pi 4 hoặc Pi 400 thì các bạn có thể cân nhắc vấn đề này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và thú vị, hãy like và đừng quên chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng biết nhé. Mình là Văn đến từ Citron Technologies. Xin chào và hẹn gặp lại.